kênh Giao thông nước Việt, kênh chia sẻ các video giao thông được camera giao thông ghi lại, để từ đó mọi người tham gia giao thông an toàn hơn. Các video có tính chất giáo dục, không mang tính kích động hay bạo lực. Em mời các bác xem màn đờ zip quanh vòng xuyến cực kỳ đỉnh cao ạ. Khuyến cáo các bác không nên làm theo dù chỉ một lần. Xe công an giả tày tung hoành trên cao tốc các bác ạ. À thế à, em chưa, hôm nay em mới đăng anh, hôm nay em mới cho anh lên. Hôm nay em mới cho anh lên. Hiểu là phấn đấu lên làm cán bộ anh ạ. Cố gắng phấn đấu lên làm cán bộ. Xe thì xe biển cá nhân. Bình lắm, bình lắm. Kể cả là tư nhân anh là cái gì, anh giữa riêng biển trắng anh cả đường anh không bao giờ đóng còi hủ như thế cả. Anh hiểu chưa, không bao giờ có ai cho phép anh như thế cả. Vâng. Đúng là con trai của ta. Bác vượt mặt em đã là quá đáng lắm rồi. Đằng này bác còn vượt cả đèn giao thông luôn. Ý thức chán quá. Được của nó đấy. Đường hai chiều mà các bác xe máy biến luôn thành đường một chiều rồi. Giờ em đi như nào đây? Cay tê nhở. Ôi, nhạc hay đấy. Kinh kịch kinh kịch kinh kịch hay. Kinh kịch kinh kịch hay. Kinh kịch kinh kịch hay. Đi quá. Này em gặp bố đời xe tải các bác ạ, không ngại va chạm luôn. Đường thì bé mà bác ô tô trắng đỗ xe như này luôn. Bó tay chấm com với ý thức của bác. Bác còn như này có ngày xe biến dạng hoặc thay đổi màu sơn luôn đấy. Thôi mày nói gì nói đi, thằng vô dụng bác. Xe giữa đường. Hai bác xe tải đã tập hợp thành hai hàng dọc song song với nhau. Hai bác cứ đi như này, định không cho ai vượt xe đó à? Không đi không cho anh đi. Dạ chứ. Nhẹ chân ga thôi các bác ơi. Và đây là Polo Polo ui, múa phải nói là cực gắt. Bác xe con có pha lùi xe không chịu quan sát, đã va vào xe máy và cái kết bác xe con đã bị móp mông luôn. Còn
gì nữa đâu mà khóc với chồng. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhau. Thôi hết rồi. Ta xa nhau rồi. Tình huống đi ngược chiều cực kỳ nguy hiểm các bác ạ. Và đây là Paulo Pilo. Paulo Pilo ui, tình huống múa phải nói là cực gắt. Đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mày đi. Kênh Giao thông nước Việt, kênh chia sẻ những video được camera giao thông ghi lại. Các video có tính chất giáo dục, không mang tính chất bạo lực hay kích động. Mong rằng mọi người khi xem video sẽ tham gia giao thông an toàn hơn. Kênh Giao thông nước Việt chúc các bác lái xe an toàn, vạn dặm bình an. Cảm ơn các bác đã xem kênh Giao thông nước Việt. Hãy like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất ạ. Có gì góp ý các bác để lại bình luận bên dưới video nha.